Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vigita. Trong video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn phương pháp để tập luyện tác phẩm Asturias do Maxim chuyển soạn. Với phương pháp này mình cũng đã áp dụng để tập luyện các tác phẩm percussive fingerstyle khác. Nếu các bạn thấy video này hữu ích cho các bạn, hãy like và theo dõi kênh của mình để đón xem các video hướng dẫn tiếp theo. Trước hết mình sẽ giải thích về bố cục của phần đầu này. Chúng ta sẽ có tổng cộng 10 ô nhịp. Hai ô nhịp đầu tiên mình tạm gọi là câu 1A, 4 ô nhịp tiếp theo là 1B và 4 ô nhịp còn lại mình sẽ gọi là câu 1C. Mỗi ô nhịp sẽ có 6 phách đếm, mỗi phách đếm tương ứng với một nốt nhạc. Vậy thì phương pháp để tập bài này của mình là mình sẽ đếm toàn bộ các nốt có trong mỗi ô nhịp. Các bạn lưu ý là 6 nhịp đếm này cần phải đều nhau. Trước hết các bạn hãy nhớ 6 nốt giai điệu như thế này. Các bạn lưu ý là toàn bộ 6 nốt này các bạn sẽ phải sử dụng ngón cái để gảy. Bởi vì giai điệu và cách bấm bên tay trái này sẽ được sử dụng lại trong cả bài, nên khi quen với giai điệu này thì việc tập luyện của các bạn sẽ trở nên đơn giản hơn. Sau khi các bạn có thể chơi được 6 nốt thuần thục, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng vào câu 1A. Ô nhịp đầu tiên của câu 1A các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật palm mute. Các bạn sẽ sử dụng lòng bàn tay, phần này của lòng bàn tay, để đặt lên phần ngựa đàn như thế này. Các bạn sẽ đặt nhẹ sao cho khi các bạn gảy nó sẽ tạo ra tiếng bùng bùng. Và khi áp dụng kỹ thuật palm mute này, chúng ta sẽ có ô nhịp đầu tiên. Sang đến ô nhịp thứ hai, các bạn nhấc lòng bàn tay ra khỏi dây và gảy bình thường. Như vậy chúng ta sẽ có toàn bộ của câu 1A. Bắt đầu từ câu 1B trở đi, các bạn sẽ phải sử dụng kỹ thuật tapping bên tay trái để triển khai các nốt giai điệu thay vì gảy. Các bạn lưu ý là khi tapping từng nốt một, hãy nhả ngón tay ra trước khi tap đến nốt tiếp theo. Nếu các bạn giữ ngón tay lại sẽ rất khó để sau này có thể chơi nhanh hơn và các nốt nghe sẽ bị dính vào nhau như thế này. Đồng thời lúc này tay phải các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật slapping vào dây 6 buông. Đồng thời cùng với nốt giai điệu ở phách đếm thứ nhất. Mình sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình làm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy khi các bạn kết hợp với tay trái, các bạn sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến ô nhịp thứ 2 của câu, tay phải của các bạn sẽ gảy harmonic trên phím đàn thứ 19 dây 1. Và khi bạn gảy harmonic ở phím đàn thứ 19 thế này, cũng đồng thời vào phách đếm thứ nhất cùng lúc với bên tay trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô nhịp thứ 3 tương tự như ô nhịp trước. Ở nhịp đếm đầu tiên, các bạn gảy harmonic ở phím đàn thứ 19, nhưng lần này sẽ là ở trên dây 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và ô nhịp cuối cùng, 6 nốt ở ô nhịp này sẽ thay đổi. Các bạn hãy nhìn tab để xem tọa độ bấm. Và mình vẫn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại ô nhịp này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật palm vào thùng đàn. Tại phách đếm số 1 và số 4. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Mình làm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và như vậy chúng ta đã có toàn bộ câu 1B. Sang đến câu 1C, tương tự như câu 1B ở hai ô nhịp đầu tiên, chúng ta sẽ có. Đến ô nhịp thứ 3 của câu, thay vì gảy harmonic ở phím đàn thứ 19, các bạn sẽ gảy ở phím đàn thứ 12, D2. Như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô nhịp cuối cùng của câu 1C cũng có sự thay đổi. Và các bạn vẫn sẽ áp dụng cái việc đếm từ 1 đến 6 cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở ô nhịp này các bạn sẽ sử dụng tay phải để tapping vào ngăn thứ 13 trên dây 2, đồng thời cùng với nốt đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu tới các bạn phương pháp để tập luyện phần đầu tiên của bài. Video hướng dẫn này dành cho các bạn đã chơi guitar được một thời gian và nắm được chắc các kỹ thuật cơ bản. Vậy nên mình sẽ không đi sâu vào hướng dẫn chi tiết các kỹ thuật cơ bản có trong bài nữa. Đối với các bạn mới bắt đầu tập guitar hoặc đang trong quá trình tìm hiểu mà muốn tập bài này, thì các bạn có thể tham khảo lớp guitar cơ bản online và offline tại Hà Nội của mình. Mình sẽ để thông tin lớp của mình ở dưới video này. Chúc các bạn luyện tập thành công. Hẹn gặp các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.